Chào mọi người, hôm nay em lên đây tâm sự và muốn gửi câu hỏi này đến người yêu cũ. Chắc kiếp trước anh là bảo mẫu hả? Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng anh ấy chăm lo cho em rất chu đáo đúng không ạ? Vâng đúng rồi, nhưng không phải em mà là em. Em xin nhấn mạnh là em thêm s gì số nhiều nha, chính là nhiều em đấy các bác. Em xin giới thiệu em là sinh viên năm nhất đang học trên Hà Nội, người yêu cũ hơn em 3 tuổi. Chúng em quen nhau sau khi em tốt nghiệp cấp 3 lên lớp 12 vào thời điểm ôn thi đại học nên học hành cũng bận rộn. Hôm đó em vào quán mua trà sữa, một tay cầm cốc trà sữa, một tay cầm cây xúc xích, miệng còn đang lẩm bẩm học thuộc bài bước ra về. Không biết lớ ngớ thế nào, vấp phải viên gạch vỡ tí thì úp mặt xuống đất lợi ở lại trăng đi rồi. May mà có anh đỡ em, nhưng áo anh ấy thì đã xuất hiện một chút màu nước trà sữa của em. Em xin lỗi và ngụ ý muốn mời ăn gà tráng để cảm ơn. Nhưng anh từ chối rồi bảo Hay em cho anh phương thức liên hệ nha Anh đang có chút việc Lúc đó em cũng thấy ấy nấy Nên đồng ý và đưa anh số điện thoại Hôm sau anh gọi và hỏi em có rảnh không Em biết ý và mời anh ấy đi ăn Hôm đó chúng em đã có buổi trò chuyện Ăn uống cũng ok Tưởng rằng sau buổi đi ăn Em và anh sẽ không liên lạc với nhau nữa Vì mới đầu em cũng không có cảm tình với anh mấy Nhưng không Anh chủ động kết bạn Zalo và nhắn tin với em nếu như nhắn tin thôi thì không có gì đáng nói nhưng hôm thì trà sữa hôm thì xúc xích kèm theo mẫu giấy kiểu như đừng để má bánh bao biến mất nha em đã mềm lòng sau hai tháng bám dai như đĩa qua nấy và rồi chúng em trở thành couple bộ ít tin sau này khi yêu anh mới kể với em rằng hôm ở quán trà sữa anh đã để ý từ lúc em vào nên đã kịp thời ra đỡ và tìm cách để liên lạc với em anh rất chu đáo tặng quà rồi đưa em đi ăn đi chơi vào những dịp đặc biệt. Yêu thì được 4 tháng thì anh ấy về nhà em chơi. Chuẩn bị nào là rượu xăm xịn để biếu bố em. Tặng thực phẩm chức năng cho mẹ và đồ chơi cho em trai của em. Vì học báo chí nên miệng cũng dẻo lắm. Cứ mỗi lần đến chơi là ngồi buông với bố mẹ em mãi không có hồi kết. Từ đó mà anh trước được lòng gia đình em. Anh còn dẫn em về và giới thiệu em với mẹ anh cùng bạn bè. Thi thoảng chúng em qua nhà anh chơi. Em cảm nhận được rằng người thân của anh cũng rất yêu quý mình. Cứ ngỡ rằng người con trai ấy thật lòng yêu mình nên mới đối xử tốt với gia đình mình và mình, nhưng không, vì cái gọi là yêu xa mà em từ một đứa nắm lùn đã tăng thêm được gần chục cm đó các bác. Các cặp đôi yêu nhau giận dỗi là điều hiển nhiên và em cũng không ngoại lệ, tình yêu màu hồng chớm nở mà nên khi giận dỗi bực tức là sẽ được dỗ dành ngay. Nhưng yêu lâu và cách xa nhau thì tình cảm lại bị cơn gió độc nào đó thổi lung lay. Nếu em giận dỗi thì thứ nhận được từ anh là vài câu dỗ dành qua loa. Khi nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa rồi chúng em dự định đi chơi, nhưng anh lại tìm lý do bận việc gia đình. Đỉnh điểm là đầu tháng 5, anh có nói với em về chuyện ra nước ngoài để học tập thêm kinh nghiệm. Anh bảo anh cần lo cho sự nghiệp tương lai. Tại sao phải ra nước ngoài khi công việc với mức lương hiện tại của anh đang rất tốt? Sau đó là những ngày chúng em cãi nhau. Anh chặn hết Facebook, Zalo, Instagram, không che một lời giải thích thỏa đáng nào. Sau đó một tuần, đứa bạn cắp lại màn hình story của anh ta cho em xem. Đập vào mắt em là loạt ảnh anh ta đang chăm sóc cho một đứa 2K4. Những hình ảnh đi ăn đi chơi lặp lại như hồi chúng em còn yêu nhau. Và bằng một siêu năng lực của một đứa con gái. Em đã phát hiện thêm được hai nít ở lon của anh ta, mỗi nít lại là một em khác. Thì ra sự nghiệp của anh ta là các em gái mới lớn. Wow, anh ta giấu em kiểu gì mà đỉnh vậy các bác? Thật là nực cười đúng không mọi người? Em nghĩ thay vì viết báo, sao anh ta không đi làm bảo mẫu đi? Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một tâm sự của một bạn nữ gửi về cho Page nha. Giới thiệu qua chút thì em là nữ, năm nay em 17 tuổi ạ. À. Em đã từng có một mối tình năm lớp 8, lúc ấy hai đứa em quen nhau qua mạng. Anh hơn em 3 tuổi, đó là lần đầu tiên em biết đến và dùng mạng xã hội, cũng là lần đầu được người khác tán tỉnh. Lúc đấy dù không thích nhưng em cũng không có ghét anh, lại càng không biết cách từ chối anh thế nào nên là em đồng ý luôn. Nghĩ lại thấy trẻ trâu thực sự, không thích không yêu người ta nhưng vẫn nhận lời yêu. Em không nhớ được quá nhiều về người yêu cũ cũng như chuyện tình đó. Chỉ nhớ chúng em chia tay ngay trong hè sau 3 tháng quen nhau thôi. Từ lúc chia tay mối tình qua mạng ấy tới nay cũng 3 năm, em cũng không yêu thêm ai nữa. Nói đúng hơn là em không cảm thấy thích hay là hứng thú gì với người khác giới. Ngoại hình em cũng xinh xắn ưa nhìn, em cũng có một vài bạn nam theo đuổi em. Trong các bạn nam ấy cũng cao ráo, đẹp trai, nói chuyện khá hài hước, nhưng em chỉ coi các bạn ấy là bạn bè huynh đệ của nhau thôi mọi người ạ. À. Ngược lại, em lại có tình cảm với bạn nữ. Em cũng không rõ mình xuất hiện loại tình cảm này từ bao giờ, em chỉ biết là mình thích nói chuyện với các bạn nữ, ngắm nhìn các bạn nữ xinh hơn là ngắm trai đẹp ạ. À. Đã có rất nhiều lần em tưởng tượng viễn cảnh em và một bạn nữ nào đó là người yêu của nhau, sống chung một nhà rất vui vẻ và hạnh phúc. Cảm thấy sự thay đổi của bản thân, em đã vào group của cộng đồng LGBT để xem thử là bản thân em có phải là đồng giới hay không. Trong trước đấy em có nhắn tin với một bạn nữ, trong đó cũng không được bao lâu nhưng mà nói chuyện với bạn ấy em thấy rất vui. Bạn nữ kia rất là xinh, nói chuyện lại hài hước và là người hiểu chuyện nữa. Em có tâm sự với bạn ấy về cuộc sống, áp lực của em và cả những câu chuyện em từng trải qua mà trước đó em chưa từng tâm sự và kể cho ai nghe cả. Nói chuyện và được bạn an ủi, động viên rất nhiều khiến em vui vẻ có động lực hơn để cố gắng lần đầu tiên trong đời em biết cảm giác mong từng tin nhắn là như thế nào cứ một lúc lại cầm điện thoại xem người ta đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa sau đó cảm giác thích con gái ngày càng rõ em thích nhìn những chị gái xinh đẹp nhìn mà tim cứ đập nhanh hơn hẳn bình thường ấy ạ à. em chưa bao giờ nhìn anh nào mà cảm thấy như thế cả cảm giác như say nắng người ta luôn em chấp nhận giới tính của mình rất thản nhiên không sốc cũng không đắn đo gì nhiều nhưng nỗi sợ của em đó là nếu một ngày mẹ biết được liệu mẹ có chấp nhận em không mẹ em là một người phụ nữ khó tính và là phụ nữ truyền thống em rất sợ nếu mẹ em biết được sự thật bây giờ em không có cảm xúc với con trai em của hiện tại chỉ thích và có tình cảm với con gái mà thôi em sợ mẹ sốc và không thể chấp nhận được sự thật này Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người, những người đã khơ mau với gia đình ạ, là em phải nói với gia đình như thế nào để mọi người đỡ sốc và chấp nhận em ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Mình vừa mới chia tay mối tình đầu và rất buồn nên muốn lên đây tâm sự của mọi người. Đó có lẽ là mối tình mà mình sẽ rất khó quên, bởi vì mình đã yêu cậu ấy rất nhiều mình đã yêu thầm cậu ấy 2 năm liền trong hai năm đó cậu ấy luôn ở bên cạnh lúc mình buồn nhất cô đơn nhất có những lúc cậu ấy vô cùng ngọt ngào quan tâm khiến mình rung động lúc đầu mình cố gắng tập trung vào việc học và tự dặn lòng không được yêu cậu ấy nhưng thật sự mình không làm được vì mình và cậu ấy học cùng lớp nên ngày nào cũng gặp nhau nhà cậu ấy khá gần trường nhưng lúc nào cũng đứng ở ngõ đợi mình đi qua để đèo cậu ấy tới trường Thật sự lúc đó mình đã bị đổ gục trước cậu ấy Lúc đó mình và cậu ấy được bạn bè đẩy thuyền rất nhiều Nhưng mình thì ngại tỏ tình trước và cũng sợ mất giá Vì con gái chủ động trước thường ít được trân trọng Đặc biệt là sợ cậu ấy từ chối nữa Sau này khi cả hai lên cấp 3 Mình và cậu ấy học khác trường nên rất ít khi gặp nhau Tuy nhiên bọn mình vẫn giữ liên lạc thường xuyên, nhắn tin gọi điện Và tất nhiên là mình cũng rất thích cậu ấy nhưng có những lúc mình tự nghĩ lại và thắc mắc không biết cậu ấy có thích mình không mà mãi chưa tỏ tình. Nhiều lúc mình không nhắn tin cho cậu ấy để có thể từ từ quên đi và tập trung học tập, nhưng luôn luôn thất bại. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng thì cậu ấy cũng tỏ tình với mình. Mình biết cậu ấy không phải là người lãng mạn nên cậu ấy tỏ tình là mình đồng ý ngay. Nhưng mình đâu biết rằng lời đồng ý đó chính là sự kết thúc cho một tình bạn hai năm của mình. Sau đó mình và bạn ấy cũng khá vui vẻ. Tuy nhiên, bọn mình không công khai. Bọn mình không nhắc đến chuyện có công khai hay không mà chỉ lặng lặng không nói với mọi người thôi. Ban ngày cả hai bọn mình đều đi học, còn buổi tối cậu ấy đi làm thêm. Vì vậy, bọn mình thường nhắn tin vào lúc cậu ấy rảnh rỗi. Bọn mình cũng chẳng gặp được nhau vì thời gian học và làm việc khác nhau. Và câu chuyện tình yêu của mình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 50 ngày. Trong tình yêu của bọn mình không có sự xuất hiện của người thứ ba Cũng không có cãi vã Thứ bọn mình cần là thời gian Thời gian để gặp nhau nói chuyện như những cặp đôi khác Chứ không phải suốt ngày nhắn tin trên Messenger Có lẽ cậu ấy cũng không thích việc nhắn tin như thế Trông chúng mình rất giống những người đang yêu qua mạng Trong suốt 50 ngày yêu nhau đó Chúng mình chỉ gặp nhau đúng một lần Lại còn là do tình cờ nữa Rồi đến một hôm Mình nhắn tin không được lúc đầu mình có giữ cảm chẳng lành nhưng cuối cùng cậu ấy cũng trả lời tin nhắn và cũng vì cậu ấy quá bận nên không trả lời nhưng điều mình dự cảm thật sự đã xảy ra hai ngày sau cậu ấy đã nhắn tin chia tay với mình đó là một buổi sáng mình mở máy ra xem tối qua cậu ấy có nhắn gì không lúc đầu mình vui vẻ vì có tin nhắn của cậu ấy từ đêm hôm trước nhưng mình giữ người lại và đứng hình khi nhìn thấy dòng tin nhắn chia tay của cậu ấy mình kiểm tra facebook thì thấy cậu ấy đã hủy kết bạn rồi lý do chia tay là vì mình và cậu ấy không có thời gian gặp nhau và rồi mình chợt nhận ra rằng tình yêu và cả tình bạn của mình đều đã mất thật rồi mình và cậu ấy không thể làm bạn được nữa tại sao chỉ có mỗi như vậy thôi mà mình đã phải mất đi một mối tình đó vấn đề thời gian không quan trọng như vậy chứ sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng mình không trả lời lại vì biết cậu ấy đã hủy kết bạn rồi. Và chắc chắn cậu ấy cũng không muốn thấy tin nhắn của mình. Đến giờ, mỗi khi mình nhìn thấy những thứ liên quan đến cậu ấy, mình lại thấy buồn. Kết quả của tình yêu mà mình dành cho cậu ấy suốt 2 năm là 50 ngày yêu nhau ngắn ngủi và một lời chia tay. Mọi người nghĩ điều đó có đáng không? 2 năm yêu thầm, 50 ngày yêu nhau không công khai, một lời chia tay. Bọn mình tỏ tình không ai biết, Yêu nhau hay chia tay cũng không ai hay Nhưng tình bạn đó của mình Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này Đều biết Cũng không thể lấy lại được Tôi từng thích đơn phương một người Anh ấy là đàn anh trung cấp 2 Cấp 3 Rồi giờ là cả đại học nữa Chúng tôi là người cùng quê Nhưng hình như là chỉ có tôi biết về anh ấy chưa, chưa bao giờ anh ấy để ý đến sự tồn tại của tôi. Hồi cấp 3 chính là tất cả những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tôi dành tất cả để Chris một mình anh, bạn có hiểu cảm giác đó không? Cái bệnh mà tôi sợ nhất trong cuộc đời này của tôi đó là lầm tưởng mấy bà. Anh ấy gây ấn tượng sâu sắc cho tôi chỉ vì một ánh mắt, nghe có vẻ hơi điêu nhưng đích thị là vậy đó. Cứ mỗi giờ tan học, anh ấy lại đi qua lớp tôi nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, đầy thu hút. Thì thoảng anh lại còn giúp tôi bê đồ, cầm mấy cái chổi trực nhật mà bọn bạn hay vứt lại để tôi tự cầm một mình. Tôi cũng có ad friends với anh, thi thoảng anh có hỏi tôi, dạo này lớp em không học ở phòng kế lớp anh nữa hả? Lớp chuyển sang chỗ nào vậy? Hay có khi anh cũng nhắn tin đầy cục xúc, không có thời gian, khi tôi gọi hỏi anh về lịch hẹn đi chơi cùng đám bạn tôi. Lạ hơn nữa là có lần anh hớt hải chạy mang đến cho tôi bịch thuốc cảm, mặc dù tôi có cảm đâu. Anh bảo, anh nghe nói nhóm em đi chơi bị trời mưa, thế dễ bị cảm lắm, em và các bạn cầm thuốc uống đi cho nhanh khỏi nha. Tôi nửa ngờ nửa nghi, chả nhẽ là anh thích mình sao? Tôi cứ ngỡ là vậy, cứ ôm trong mình một giấc mộng, tôi tự trao cho mình cái giải là bạn gái bí mật của anh. Cho tôi cái quyền được giận dỗi anh, ở cạnh anh như một người yêu thật sự. Nhưng đúng là chỉ có mình tôi diễn kịch theo cảm xúc của anh. Khi anh vui, anh có thể nhắn cho tôi năm tin nhắn, khi buồn hoặc đang tức giận sẽ là không tin, và cả khi tôi giận dỗi anh vì anh không reply tin nhắn của tôi, anh cũng chẳng buồn dỗ lại tôi. Thì ra là tôi đang tự tạo ảo tưởng cho chính tôi. Rồi cái ngày ảo tưởng của tôi được phá vỡ cũng đã đến. Anh tỏ tình đứa bạn ngay cạnh tôi vào đúng ngày 20 tháng 10. Giây phút đó tôi hoàn toàn sụp đổ, vội chạy lại vào lớp, đầu chỉ văng vẳng câu nói: "Tôi yêu em, tôi yêu em Phương." Dù sao thì yêu đơn phương cũng là cảm giác khó chịu rồi, nhưng đã đơn phương rồi, còn nhìn thấy người mình thích nói thích người khác mà cái người đó còn là người mình luôn ngồi kể chuyện liên quan đến anh ấy cho nghe sẽ đâu như thế nào chứ giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày đó hộp quà tôi bí danh tặng anh lại được phương cầm cô ấy còn cố tình đưa hộp quà qua trước mặt tôi rồi nói cảm ơn tôi cũng hiểu tại sao hôm đó anh đưa thuốc cảm cho tôi cũng chính vì phương đang cảm họ không công khai tình cảm thì ra là chỉ muốn đám bà tám như chúng tôi xì xào dù sao phương cũng từng bị confession trường lên tiếng về lùm xùm trà xanh thì ra Phương là người con gái bí mật, anh luôn thông qua tôi để tìm hiểu từng chút từng chút về cô ấy. Giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra tình đơn phương của tôi chỉ là một điểm mờ trong cuộc tình của họ. Giống như ngày hôm đó, tôi là hòn đá trắng ngang, cứ tưởng mình là viên ngọc quý, được người mình thương coi trọng. Nhưng không, hòn đá là tôi, mãi chỉ là hòn đá sần sùi, làm lá trắng cho viên ngọc phía sau chờ hoàng tử tới lấy chính nó đấy. Tình đơn phương ba năm tuổi xuân rực rỡ,